Bố. Bố yêu cô ấy lắm phải không? Người bố yêu duy nhất là mẹ con. Thế còn cô Hà thì sao hả bố? Bố chỉ muốn tìm một người để chăm sóc cho con. Cô ấy rất yêu bố. Sao bố có thể lợi dụng tình cảm của cô ấy chỉ vì con? Bố ích kỷ quá phải không? Khi bố mất cô ấy, bố mới hiểu cô ấy quan trọng thế nào với bố. Bố. Linh bảo anh đến à? Không. Tôi có thể làm mọi việc vì con bé, nhưng đến gặp em là tôi tự quyết định. Con bé đâu rồi? Nó lớn hơn tôi nghĩ. Cuộc đời đã dày vò nó, nhưng cũng cho nó bản lĩnh để vượt qua mọi chuyện. Từ khi tôi để lạc mất con bé, không một đêm nào tôi ngủ ngon giấc, không một đêm nào tôi thôi dằn vặt. Đã có lúc tôi đã tự tìm đến cái chết, nhưng chính con bé đã cho tôi động lực sống. Tôi phải sống để tìm lại nó. Bố tưởng đi khỏi đây mà dễ thế à? Bố phải ở đây đến khi tôi tìm thấy con tôi. Công an có điều tra nữa, bố có hiểu không? Các người lừa tôi, chúng mày lừa tao. Mày yêu nó đúng không? Con mày mất đi, con mày mất đi, mày nghĩ cách hại con tao đúng không? Tôi đã từng rất hận anh, nhưng để làm gì? Anh đáng thương hơn đáng giận. Tôi mới là thằng không ra gì. Chính tôi đã gây ra mọi chuyện. Tôi đã hại chính cuộc đời tôi và những người thương yêu tôi. Tôi nợ em một lời xin lỗi. Cảm ơn em đã đưa bé Như về. Nhưng Hà này, bố con tôi có cuộc sống riêng. Hãy để con bé ở lại bên tôi. Đừng mang con bé ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi không cần bất cứ một sự thương hại nào hết. Tôi sẽ làm lại từ đầu. Hãy tin tôi. Bố. Bố. Con vẫn cần có một người mẹ. Con của mẹ. Mỗi người đều có thể chọn cho mình một con đường chính và rất nhiều lối tắt khác để trở về nhà. Riêng em chỉ có một con đường duy nhất. Em phải vượt qua những định kiến, những mặc cảm với những việc mà em đã làm. Tại sao anh vẫn quan tâm đến em như vậy? Đơn giản là vì anh yêu em. Tại sao
Tại sao anh vẫn yêu em? Đáng nhẽ ra anh phải ghét bỏ, khinh bỉ em mới đúng chứ. Ngay từ khi chưa biết em là Như, anh đã có tình cảm với em. Khi biết em là Như rồi, anh lại càng thương và yêu em hơn. Sau tất cả những việc mà em đã làm à? Anh yêu em. Em có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng quan trọng là phải nhìn nhận hoàn cảnh để vượt qua nó. Như bản án sắp tới mà em phải đối mặt đúng không? Như, chúng ta cùng nhau vượt qua nhé. Bây giờ không còn ai lấy lá cọ để lợp nhà nữa. Quê hương chỉ là bức tranh đẹp mang nhiều kỷ niệm. Ai cũng muốn bươn trải ra thành phố để mưu sinh. 15 năm trước, mẹ cũng vậy. Nhưng bây giờ thế hệ của các con đã khác nhiều. Họ đã biết tự trang bị cho mình những kỹ năng sống để tự tin bước vào đời.